Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FB Channel, lại là mình đây. Và hiện tại ở đây thì mình đang có chiếc LG G8 ThinQ. Và với sản phẩm LG G8 ThinQ thì bây giờ đang có một cái mức giá có thể gọi là cực kỳ hủy diệt các bạn ạ. Chỉ tầm là 3,8 triệu đồng thôi. Vậy thì với phân khúc giá 3,8 triệu đồng, khả năng chơi game của nó sẽ như thế nào? Và trải nghiệm chiến game của nó ra sao? Thì bây giờ anh em sẽ cùng mình đánh giá về khả năng chiến game của con chip Snapdragon 855 đang có trên chiếc điện thoại LG này nhá. Mình nghe nhiều anh em bảo là điện thoại LG nó tối ưu hóa hiệu năng chán lắm, con chip 855 đang có trên chiếc máy nó cùi lắm, thậm chí không bằng 835 đang có trên chiếc máy khác. Thực sự thì nghe nó hơi hư cấu đấy, nhưng mà test thử phát thì biết liền chứ sao. Ok, trước bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm LG G8 ThinQ này với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo tại shop mà mình mua ở trên Shopee thông qua đường link phần mô tả video. Ngoài ra thì nếu bạn nào tham khảo thêm những sản phẩm như Pixel 3 AXL thì cũng đang được bán với mức giá chỉ tầm là 2,8 triệu bên H20 Store. Những sản phẩm như là LG V40 ThinQ cũng chỉ bán với mức giá tầm 3,1 triệu, rồi X2 mức giá 2,8 triệu thôi các bạn ạ. Đường link để phần mô tả. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, điểm qua một chút về phần cấu hình của sản phẩm LG G8 ThinQ này trước khi mà chúng ta bắt đầu video nhé. Thì với sản phẩm này thì nó sẽ có cho mình một chiếc máy có một cái màn hình 2K này, hiệu năng với con chip là 855 và nó sẽ có điểm số AnTuTu là 466.000, CPU của nó là 121, GPU của nó sẽ là 182.000 điểm. Nói chung đây là một số điểm mà tương đối cao trong tầm giá 3,8 triệu rồi, gần như các bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được một các sản phẩm khác có được cái hiệu năng là vượt trội hơn. Ok, không dài dòng nữa thì bây giờ mình sẽ đến với tựa game đầu tiên, đó chính là tựa game Liên Quân Mobile. Với tựa game Liên Quân Mobile test trên cái sản phẩm LG G8 ThinQ ấy thì nó chỉ là một bài test nó nhẹ nhàng nhất có thể thôi, tại vì căn bản là con chip 855 nó quá thừa để có thể gánh được tựa game Liên Quân này ở cái mức là 60fps max setting. Ok, và đây là phần setting của tựa game Liên Quân nhé, các bạn có thể vào kiểm tra. Thì con này có thể bật được cái phần FPS cao này, đó. Chúng ta có thể bật được hiệu ứng mây mù này và tất cả các chi tiết ở cái mức là cao nhất nha các bạn, siêu cao này. Đó, các bạn có thể bật trong cái độ phân giải lên siêu cao này, lên HD này và tất cả mọi chi tiết trong game đã lên cao nhất rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đánh một trận 5v5 luôn để xem là cái trải nghiệm của nó sẽ như thế nào và có thực sự phải ngon hay không. Ok, và mình đã vào với tựa game Liên Quân rồi các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang ở khu vực phòng chờ. Nói chung thì tất cả các trang phục, các kiểu, các thể loại của tựa game Liên Quân này thì mình đã lốt hết 100% rồi, nên là mình có thể trải nghiệm được đồ họa ở cái mức là cao nhất. Và khi mà mình chuyển qua các skill khác nhau và các trang phục khác nhau ấy thì chưa có bất kỳ một cái sự giật lag nào cả. Nói chung là tương đối ổn. Và lần này thì mình sẽ chơi tướng Triệu Vân và chúng ta sẽ cùng đi rừng để xem là Triệu Vân khi mà đi rừng với con LG G8 ThinQ này thì nó sẽ như thế nào nhá. Mình là một người gần như là mù Liên Quân các bạn ạ, nên mình cũng không biết là sẽ lên chiêu nào đầu tiên khi mà chúng ta đấu Liên Quân, nên thôi mình cứ quất đại nhá. Nếu mà có gì đó không hay thì vọng anh em sẽ thông cảm. Đó, với tựa game Liên Quân Mobile thì cái mức là 60fps với chiếc LG G8 ThinQ này thì cảm giác là nó mượt thực sự các bạn ạ, và đồ họa trong game thì cực kỳ chi tiết. Tại vì căn bản là với con LG G8 ThinQ thì nó sẽ có chúng ta cái màn hình với độ phân giải 2K OLED rất xịn sò. Đấy, cái thằng kia nó đòi chơi rừng mình kìa. Núp vào rồi. Rồi, ok, cảm ơn đất Butterfly luôn. Ui, căng thế. Đi luôn các bạn ạ. Mình đã có một kill phản đòn rồi do thanh niên kia đâm đầu vào rọ. Đỉnh cao thực sự. Có một điều mà mình phải nhận ra ngay khi mà mình chơi game trên con LG G8 ThinQ, đó chính là hệ thống loa của nó. Loa của con LG G8 ThinQ nó ảo thực sự luôn. Khi các bạn cầm vào cái phần khung viền và các bạn cảm nhận ở cái phần mặt sau của máy ấy, nó rung lên một cách bần bật luôn ấy, cảm giác nó khá là phê, khá là tê. Nhưng mà nếu bạn nào mà kiểu cầm không quen thì các bạn sẽ nghĩ rằng là loa của nó là loa dựng, tại vì là nó bị rung mặt lưng đúng không? Nhưng không phải đâu, tất cả những con LG, đại đa số những con LG nhá, thì cái mặt lưng của nó đều rung lên như vậy do nó được trang bị một hệ thống loa với công suất rất lớn, và cái công nghệ loa là loa bom bốc để trên mặt bàn thì nó sẽ cộng hưởng âm thanh. Các bạn lưu ý điều này nhá. Đó, tại vì là mấy ông mua LG V40 ThinQ xong rồi hỏi: "Ô, anh tại sao mặt lưng con này nó rung vậy? Có phải là hàng dựng rồi lưng nó bị bong ra không?" Thực ra hoàn toàn không phải, và đó gọi là tính năng của LG, chính xác là như vậy. Ấy, thằng lấp lánh này, lấp lánh đi về với ông bà luôn. Thằng này nó bị lag à ta? Ôi, té, được rồi, yếu máu rồi. FPS trong game vẫn loanh quanh mức là 5960fps các bạn. Phải nó gọi là cực kỳ phê với tựa game Liên Quân này luôn. Những cái trải nghiệm của mình nó rất là smooth đấy, nó rất là mượt đấy các bạn ạ. Rồi, đánh con bùa xanh xong mình đi qua rừng bạn.
xong thằng Van Hell rồi, 2-1 không chuột cũng què rồi, đi rồi. Thôi, Butterfly thế mà không chạy được ạ. Sợ thực sự. Ở đường mid rất là đông này. Rừng bạn bạn giết hết sạch rồi. Butterfly nó ăn ăn rừng bên mình này. Hình như thằng này cũng đi rừng luôn hay sao á. Chơi luôn. Ủa ôi, 3-0 các bạn ạ. Ngon chưa, ngon chưa. FPS vẫn 59 nhờ. Con này chơi FPS liên quân rất ổn định đấy. Công nhận cái mặt lưng của nó phê thiệt. Càng cầm càng tê. À quên nhỉ, mình chưa đo nhiệt độ cái phần trải nghiệm game. Liên quân được 5 phút rồi, 4 phút chứ. 39 độ mặt trước này. Nói chung không quá nóng đâu, mình sẽ đo sau khi mà mình xong trận. Ôi xong rồi, bị tập kích rồi. A few minutes later. Ok, như vậy thì mình cũng đã chơi được tầm là hơn 8 phút rồi. Và sau 8 phút chơi game ấy thì mình thấy rằng là con chip Snapdragon 855 đang có trên con LG G8 với tựa game Liên Quân thì thật sự nó quá easy luôn các bạn ạ. Chơi nãy giờ cái mức là 60 FPS chưa có bất kỳ một trải nghiệm nào gọi là giật lag hay là drop FPS hay là bị tụt xuống 40 hoặc là có vấn đề bị khựng khi chơi game. Nói chung là trải nghiệm của nó phải là gọi là cực kỳ ngon với tựa game Liên Quân luôn. Chắc là trận đấu này thì mình cũng sẽ xin kết thúc sớm thôi, tại vì là tựa game Liên Quân thì test như vậy cũng đã quá đủ rồi. Mày nhầy với cụ này. Mấy thằng AD bên nó xử mấy quả trụ bên mình nhanh thiệt. Mới tí xíu thôi nó tỉa hết trụ hai bên rồi. Nhưng không sao, Triệu Vân của mình bắt đầu xanh rồi các bạn ạ. Nên là mấy quả cuối game như này Triệu Vân chắc sẽ búp được thôi. Này thì củi với cụ này tập trung ở đường trên rất đông. Rất đông và hung hãn nhưng bên kia chưa dám làm gì. Bên kia cũng đông quá, thôi rút đi. Áo. Ủa ôi, mẹ sức mạnh đồng đội là đây chứ đâu. Vào thằng nào chết thằng ấy. Ra đường mid, đẩy đường mid anh em ơi. Thổ ôi, chém nó easy vái trưởng các bạn ạ. Combat cuối ván, cuối thuận nó rất là nhiều như này mà. Không thể nào mà có thể làm lag con máy này được. Thực sự chiến Liên Quân rất là ngon nha. Mày lại đùa với cậu. Ui, cuối trận team mình lợi thế hơn rồi. Ui, té, hồi máu thôi, té thôi. Ui, xong rồi các bạn ạ. Phải nói rằng là cực kỳ nhanh luôn. Sau tầm gần 20 phút trải nghiệm với tựa game Liên Quân ấy, thì mình thấy con LG G8 ThinQ này nó quá thoải mái để chúng ta có thể cày nát tựa game Liên Quân này mà không lo đến yếu tố là giật lag. Combat rất nhiều, trải nghiệm mà đánh nhau rất là nhiều. Nhưng mà FPS của nó vẫn loanh quanh 59-60. Nhiệt độ thì lên không nhiều đâu nha. Nhiệt độ của này khá là mát đấy. Mình nghĩ nó chỉ tầm là 38-40 độ thôi. Bây giờ thì mình sẽ đo cho các bạn xem luôn. Đây, 42 độ cho cái phần mặt sau, khu vực nóng nhất. Đó, còn lại 43 độ. Còn mặt trước thì mình nghĩ chỉ tầm 38 độ thôi. Tại vì nó tỏa nhiệt ra không bay mấy cả. 42 độ các bạn ạ. Mặt trước 42 độ, 43 độ cho tối đa tựa game Liên Quân. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với tựa game PUBG Mobile để xem trải nghiệm của nó sẽ như thế nào nhá. Ok, đến với tựa game PUBG. Thì với tựa game PUBG Mobile ấy, thì với con chip Snapdragon 855 đang có trên chiếc LG G8 ThinQ, nó dễ dàng có thể setting được ở mức là tối đa HDR cộng với cực độ hoặc là Ultra HD, tức là ở cái mức là setting 4K ấy. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là chơi ở HDR cộng với cực độ là nó quá căng với con chip 855 rồi. Và nếu mà các bạn muốn chơi mượt mà nhất thì cứ hạ xuống mượt cộng với cực độ để có trải nghiệm là ngon nhất nhá. Còn anh em mà chơi HDR thì mình tin rằng chắc chắn nó sẽ xảy ra tình trạng giật lag không ít thì nhiều, hoặc là nó giật lag cực kỳ nhiều luôn. Và trận đấu này thì mình sẽ chơi ở map đấu đó chính là San Hốc đi, để có thể trải nghiệm một cách nhanh nhất về chiếc máy này. Ok, ngay trên màn hình là biểu đồ FPS cho anh em có thể tham khảo được về cái phần là sức mạnh CPU cũng như là cái FPS và sự ổn định khi mà chơi game. À quên mất thì mình cũng sẽ nói luôn một chút về cái phần đó chính là cầm nắm của chiếc LG G8 ThinQ. Thì mình thấy với sản phẩm LG G8 ThinQ thì cái trải nghiệm cầm nắm của nó thì phải gọi là cực kỳ tốt các bạn ạ. Đây là một chiếc máy mà có thiết kế nó rất là nhỏ gọn và các cạnh của nó thì được bo này, các bạn thấy không? Nên là khi mình cầm nắm trong tay thì khá là thoải mái. Còn cái phần loa thì LG G8 ThinQ thì mình đánh giá rằng là một trong chiếc máy mà có khả năng nghe gần như là best choice nhất trong cái tầm giá này rồi, vì là nó sẽ có cho mình hệ thống loa bom bốc và hệ thống loa kép nữa các bạn ạ. À, hiện tại trong game FPS của nó đang duy trì ở mức là 56 rồi là 59 FPS, 58, 59 FPS mà gần như chưa có dấu hiệu drop quá nhiều đâu.
Nói chung thì ở cái mức là 58, 59, 60 như này là quá ổn rồi. Mình hy vọng là khi mà chúng ta vào chơi game thì FPS của nó cũng sẽ ngon hơn. Ok, trong phòng chờ là 59 chứ là 60 nhá. Nhiệt độ mà mình cảm thấy là máy bắt đầu ấm lên rồi, chứ nó không còn ở cái nhiệt độ 42, 43 độ nữa. Trận đấu này thì mình sẽ bay vào khu vực là Kampong ở ngay bên dưới. Do mấy ông này thì chơi lại chơi chơi, chơi chùn quá. Mấy ông này chơi chùn quá, vào những khu như là resort hoặc là ruin hoặc là đốc cũng được, bắn nhau cho nó phê. Mấy ông này vào những khu mà hẻo lánh như kiểu Kampong thì hơi khó khăn các bạn ạ. FPS trong game loanh quanh ở mức là 56, 59, 60. Nói chung là có sự xê dịch nhưng mà mình thấy là không nhiều. Khi mà nhảy dù FPS vẫn ở 59, 60 nha. Nhìn chung thì biểu đồ khá là đều. Nói chung là quá ổn với một con điện thoại ấy từ nhà LG rồi. Mình không ngờ LG G8 ThinkQ nó lại làm tốt đến như vậy chứ. Tại vì là thường thường mấy con chip đến từ nhà LG thì nó tấu hóa khá là tệ. Ôi không có ai, mấy ông lại thở phào nhẹ nhõm vãi cả trường thật. Người ta vào muốn những cái nơi để bắn nhau không không được. Mấy ông chú này quá nhảy lúc dạ. FPS 59 nha. Các bạn có thể nhìn ở biểu đồ phía trên để biết được cái sự giật lag của nó. Nếu như mà nó thẳng hoặc là nó gần thẳng thì là ok. Còn nếu như mà nó cong cong hoặc là như kiểu răng cưa ấy thì các bạn sẽ tự biết được là nó giật lag hay không. Xác định hướng trái phải trước sau khá là tốt nha. Mình có thể xác định hướng được bên phải bên trái một cách dễ dàng. Với quả loa đang có đeo LG G8. À, thực sự là loa con này khá ấn tượng đấy. Loa của LG G8 ThinkQ thì khá là nhiều bass. Tiếng nghe chắc thực sự luôn. Máy bắt đầu nóng lên rồi, mình cảm giác là cái phần khung viền của nó bắt đầu ấm nhẹ ấm 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 nhẹ rồi, chắc phải rơi tầm 45 độ rồi các bạn ạ. FPS vẫn đều ở mức là trên 50, biểu đồ FPS nhìn chung thì rất là mượt, nhìn chung thì rất là đều. Chắc là mình sẽ vòng một chút qua khu vực đốc cam bọn kia xong rồi mới quay trở lại các bạn ạ. Ra hỏng thôi, đang bắn nhau to rồi. Ui, đánh nhau số 1 à. Thôi, số 1 đi rồi các bạn ạ. Chắc team bên đốc qua đó các bạn ơi. Khúc này FPS của nó đang tầm 57 nhá, khá là ổn. Chưa cảm giác được sự giật lag. Hơi giật, khúc này hơi giật, FPS tụt xuống 46. Khúc mà bắn nhau thì hơi giật các bạn thấy không? Cái biểu đồ đang cưa nó hơi bị đang cưa nhẹ này. Di chuyển ngoài bo ấy thì có hiệu ứng là nó hơi bị khựng nhẹ. Tụt 1-2 FPS khi di chuyển thôi. Nhìn chung là ổn. Bây giờ mình sẽ test chạy với ô tô để xem không, cái xe ba bánh này xem có giật hay không nhá. Khi chạy thì FPS của nó tụt xuống 58, 59. Nhìn chung là vẫn tương đối ổn các bạn ạ. Bắt đầu có biểu hiện của là sự răng cưa, là sự giật lag rồi. Ui, con xe này leo đèo thì chịu rồi. Ồ, giật nha, lâu lâu có tình trạng bị khựng nhẹ, bị nó giật lùi phát đấy. Đó, các bạn thấy không? Khi mà di chuyển nó rất là cao này, FPS của nó bắt đầu có hiện tượng răng cưa. À, chắc là mình tắt tiếng mấy ông trong này quá. Để mình làm nhỏ tiếng đi, mấy ông này nói chuyện to quá, mình không thể nào mà review cho anh em được. Bò còn rất xa các bạn ạ, khúc này bắt đầu giật rồi, xuống 45, 46 rồi. Có vẻ như là càng di chuyển tốc độ càng cao, lót được nhiều đồ họa thì nó càng giật. Ê, phía trước có người kìa. Ok, bắt đầu mượt rồi đấy. Các bạn thấy không, khi mà mình di chuyển nó mới bị lag thôi. Còn bình thường thì gần như không gặp bất kỳ một vấn đề nào cả. Nói chung là khá ổn áp. Đang bắt đầu trên 50 rồi, 56, 5 mấy rồi. Để mình di chuyển bằng xe máy. Nó ở đâu vậy ta? Ui, khó thế nhờ. À, chưa giết được ai đã đi lên bảng đếm số rồi. Nói chung thì cái khúc cuối trận ấy các bạn thấy rằng là nó hơi giật. Khúc này thì FPS của nó drop tận 45 cho cái phần thấp nhất là khi mình di chuyển chạy xe. Còn nếu mà mình đứng yên ấy thì FPS của nó trên 55, tầm 58 đến 60 FPS. Nhìn chung là khá ổn, khá ngon. Đó.
Chắc là video của test game của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Như vậy thì mình thấy rằng là với con LG G8 ThinkQ này trong tầm giá là 3,8 triệu thì nó cũng rất là đáng để chúng ta mua rồi. Thứ nhất là trải nghiệm của nó về những thứ như là màn hình 2K đẹp, ngon, loa âm thanh chất lượng cao, rung bần bật luôn, tê tái luôn. Đó. Rồi là chúng ta sẽ có hiệu năng của chip 855 thì nó không phải là con chip 855 tối ưu hóa mạnh nhất, nhưng mà trong tầm giá dưới 4 triệu thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi hơn được, và nó cũng sẽ mạnh hơn so với những con chip 845 đang có trên thị trường. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm LG G8 ThinkQ này, và với mức giá 3,8 triệu thì các bạn có mua chiếc thoại này về để chiến game hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại cho mình một like và subscribe nhé. Bye bye.